cái gì? Tượng Phật Quan Thế Âm kết bằng 700.000 hoa bất tử, tương đương 2 tấn, lớn nhất châu Á. Không thể tin được luôn. Một địa điểm ở Đà Lạt sẽ khá phí phạm nếu chúng ta bỏ qua. Nơi mà Huy sắp nói tới sau đây đó chính là chùa Ve Chai Linh Phước. Vậy ngôi chùa ở đâu và đến đây bằng cách nào? Chùa Linh Phước được tọa lạc ở đường Tự Phước, Trại Mát nha các bạn. Và có hai cách để đến ngôi chùa này. Một, các bạn tìm kiếm trên Google với từ khóa chùa Linh Phước và theo sự chỉ dẫn đắc lực của hướng dẫn viên quốc dân, chị Google. Hai, chúng ta sẽ tham quan ga Đà Lạt và mua vé tàu khứ hồi. Đối với cách này Huy nghĩ sẽ thú vị hơn, vừa được trải nghiệm tham quan ga Đà Lạt, đi tàu, đỡ phải chạy xe. Chúng ta có thể tiết kiệm sức để tham quan các địa điểm khác. Và một điều hết sức lưu ý, tàu chỉ hoạt động vào cuối tuần, vì Huy đi vào đầu tuần nên các bạn biết rồi đó. Và hầu như ai nhắc đến ngôi chùa này đều thấy thắc mắc, thấy khá thú vị về tên gọi chùa Ve Chai. Và Huy cũng nằm trong số đó. Sau một hồi đi tìm hiểu thì tên gọi Ve Chai xuất phát từ việc hầu như các công trình kiến trúc, chi tiết trang trí ở đây đều được tạo tác từ mảnh sành sứ hoặc vỏ chai với nhiều màu sắc. Và trước mắt các bạn đây, đó là kỷ lục đầu tiên của chùa, con rồng dài 14 mét và được làm bằng vỏ chai bia. Theo như lời của một cụ già Phật tử kể lại, để hoàn thành được tuyệt phẩm này, các thầy và các nghệ nhân phải xin ve chai từ các nhà máy bia rượu hoặc là đi gom mua lại từ nhiều nhà người dân sống xung quanh chùa. Sau đó cắt ra thành từng mảnh, chọn ra những mảnh sành sứ để đắp vào từng chi tiết theo khuôn đã dựng sẵn với nhiều màu sắc khác nhau. Để có được từng mảnh ve chai khớp với các chi tiết trên thân con rồng hay các hoa văn, các sư thầy và các nghệ nhân phải tỉ mỉ gọt giũa từng chút một. Thật là tuyệt phẩm các bạn ạ. Và phía bên trong của tuyệt phẩm này là khu bán đồ lưu niệm, cũng như là đặc sản Đà Lạt. Bạn nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ chùa nha. Bên trái của con rồng chính là chánh điện của chùa. Cùng Huy tham quan nha. Khu vực này chúng ta phải cởi giày dép nha các bạn. Khi vào chùa các bạn phải mặc quần dài, nếu không sẽ không được vào chùa.
Ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949 và khánh thành vào năm 1951. Từ năm 1951 đến nay cũng đã được 70 năm tuổi. Bên cạnh đó, chùa có rất nhiều kỷ lục Việt Nam và một kỷ lục châu Á.
Song Tùng Bách Hạc, tác phẩm điêu khắc to nhất Việt Nam. Bộ phản bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam với chiều dài là 15 m. Bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ sao chạm 12 con giáp lớn nhất Việt Nam. Và khi bước vào tầng hầm, đầu tiên chúng ta sẽ gặp khu rừng thiêng và tượng sáp thiền sư. Huy phải công nhận một điều là tượng thiền sư trong rừng thiêng rất giống người thật. Những bức tượng sáp này được xếp thành hình tròn và ở giữa là Phật. Khi bước vào khu rừng thiêng này, sự thanh tịnh của nơi đây làm cho Huy có cảm giác rất bình yên. Cảm giác như mọi áp lực của cuộc sống ngoài kia đều tan biến khi ở đây. Và phần 1, chùa Ve Chai Thiên Phước đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Sayonara.